cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài Chiều Tối của Hồ Chí Minh. Nhắc đến thơ Hồ Chí Minh, có lẽ ta sẽ nghĩ ngay đến những vần thơ đầy trăng của Bác. Nhưng đọc Chiều Tối mới thấy, Bác không chỉ viết hay về những buổi đêm ngập tràn ánh trăng, mà dưới tư cách là một nhà thơ, Bác còn mang một phong cách thơ chiều vô cùng riêng biệt. Chiều Tối là bài thơ thứ 31 trong tập Nhật Ký Trong Tù. Bài thơ ghi lại cảm xúc thiên nhiên và cuộc sống lúc ngày tàn của Hồ Chí Minh trên đường chuyển lao vào khoảng cuối thu năm 1942. Hình ảnh người tù tay bị trói, giật cánh khỉu, cổ mang xiềng xích đã để cảm xúc trải ra cùng không gian bao la, làm nên những vần thơ tuyệt tác, vừa cổ kính vừa trữ tình. Qua bài thơ, ta cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ Chí Minh với một tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, con người cùng với ý chí kiên cường và tinh thần thép của người cộng sản. Mỗi bài thơ trong Nhật Ký Trong Tù lại là một nét phác họa vẻ đẹp con người và tinh thần của Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp của trái tim, khối óc, vẻ đẹp của tinh thần, ý chí, nghị lực, của lòng khiêm tốn, đức hy sinh cao cả. Được viết về một hoàn cảnh đặc biệt, bị chính quyền Tường Giới Thạch bắt giam vô cớ, bài thơ là sự tỏa sáng của tâm hồn, nghị lực và trí tuệ của Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh ngục tù. Chiều Tối, đúng như tiêu đề của nó, là một bức tranh thiên nhiên về cảnh chiều muộn ở nơi rừng núi, được người tù Hồ Chí Minh ghi lại trên hành trình chuyển lao. Vì lẽ đó, vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh thể hiện trong bài thơ trước hết là vẻ đẹp của một tâm hồn nghệ sĩ với những dung cảm tinh tế trước vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống của con người. Chim mòi về rừng tìm trốn ngủ, trỏ mây trôi nhẹ giữa tầng không. Bác nâng niu trân trọng biểu hiện của sự sống, tinh hoa của thiên nhiên. Bởi vậy, ta luôn cảm nhận được những hình ảnh thiên nhiên lúc nào cũng chiếm vị trí nổi bật trong thơ Bác. Thiên nhiên mở ra trước mắt người đọc với những hình ảnh quen thuộc của thi ca cổ điển, cánh chim, chòm mây, bầu trời, cùng với chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại của một ngày tàn, chỉ có thể nhìn thấy nơi đỉnh trời, đem lại cảm nhận về một không gian giống như các nhà thơ xưa, tạo ra sự đối lập giữa cánh chim, chòm mây với bầu trời rộng lớn. Dường như không gian được tạo ra từ sự đối lập, như vậy cũng đã gợi sẵn một nỗi buồn trong cảnh. Và ngay trong cách nhìn cảnh, ta cảm thấy tâm hồn Hồ Chí Minh đã thực sự hài hòa với thiên nhiên. Một cách rất tự nhiên, con mắt nhà thơ phải ngước lên cao để nhận ra một cánh chim mỏi mệt đi tìm trốn ngủ và một chòm mây cô đơn lặng lẽ trôi. Nhìn cảnh như thế, dường như Bác đã xóa nhòa đi cái ranh giới giữa người tù và du khách tự do, để tâm hồn mình gắn liền với thiên nhiên, dễ dàng hòa nhập quyến luyến. Có ai ngờ, ngay cả trong hoàn cảnh bị áp giải mà thiên nhiên lại vẫn hiện lên trong thơ Bác một cách tuyệt đẹp như thế. Không chỉ thiên nhiên mà cho dù là hoàn cảnh nào, Bác cũng không quên nghĩ đến con người. Cô em xóm núi say ngô tối, say hết lò than đã rực hồng. Cô thiếu nữ mải miết say ngô, ngọn lửa hồng reo vui trong bếp lửa gia đình. Lòng Bác như cùng hòa với khung cảnh lao động bình dị ấy, như đang reo vui cùng với âm thanh than hồng cháy tí tách. Hai câu thơ sau còn thể hiện được cảm nhận tinh tế của Bác trước hành động của con người trong không gian chiều tối. Không giống như trong thơ cổ, con người không phải chịu sự chi phối của cảnh vật mà lại đem sức sống truyền vào thiên nhiên, khiến khung cảnh chiều tối vốn man mát buồn lại bỗng tràn ngập sinh khí, sự ấm cúng cùng với nhịp sống lao động của con người. Chính vì tấm lòng Bác luôn hướng về con người, yêu mến con người, nên ở đâu có sự xuất hiện của con người là người lại tìm thấy được niềm vui. Bài thơ không khép lại cảm giác về bóng đêm đang dần xuống mà lại chan hòa ánh sáng. Ánh sáng tạo nên cuộc sống đời thường giản dị, thân thuộc. Ánh sáng và niềm vui của sự sống con người hiện lên ở trung tâm của bức tranh, đã tỏa ra hơi ấm ra xung quanh, xua tan đi cái cô quạnh, cái mệt mỏi, cái lộn tắt của cảnh chiều tối nơi núi rừng, khiến người tù cũng thoát khỏi xiềng xích mà quyện mình với cuộc sống hạnh phúc của con người nơi xóm núi nhỏ. Bên cạnh tình yêu, niềm say mê đối với thiên nhiên, con người, ở bài thơ ta còn thấy nổi bật lên ý chí kiên cường, tinh thần sắt đá của Hồ Chí Minh. Ta bắt gặp một thoáng buồn bã, cô đơn, ảm đạm rất người của Bác khi nhìn vào hình ảnh quyển điệu và cô Vân. Thế nhưng trước ngọn lửa hồng, Bác quên đi việc mình vẫn đang phải bước đi trên con đường đầy ải, mà để lòng mình gieo vui cùng ngọn lửa, để hình ảnh tỏa ấm, trang thơ, xua tan cái lạnh lẽo của lòng người và cảnh vật. Với lộ trình 53 cây số một ngày, nơi dừng chân có thể là một nhà lao mới hay một nhà kho ẩm ướt, nhưng thật kỳ diệu là
Trong hoàn cảnh như vậy, người vẫn làm thơ, vẫn để cho tâm hồn mình bay bổng lên với những cánh chim, một chòm mây, một làn hương rừng, một cảnh làng xóm ven sông đông đúc thế. Thử hỏi, nếu không có một tinh thần thép, một bản lĩnh thép, thơ của người làm sao có thể bay cánh hạc ung dung như vậy? Đó thực sự là một cuộc vượt ngục tinh thần của Bác. Người đã hoàn toàn chủ động trước mọi hoàn cảnh. Đó chính là vẻ đẹp của ý chí, nghị lực, là tinh thần thép của người Cộng sản Hồ Chí Minh. Đan xen giữa những câu thơ như một mạch cảm xúc ngầm chính là khát vọng thầm kín và đầy tính nhân văn của Bác. Người tù cách mạng dù kiên cường dũng cảm đến đâu cũng luôn mơ ước khát khao về một tổ ấm quây quần bên bếp lửa gia đình. Hình ảnh cánh chim về rừng như đang tìm về tổ ấm của mình, cô thôn nữ sấy ngô bên lò than rực hồng, tất cả làm hiện lên khung cảnh bình dị mà ấm cúng nơi quê hương, nơi mái nhà sum vầy đoàn tụ. Nghĩ về những hình ảnh đời thường yên bình ấy, ta có thể thấy được chất người vô cùng nhân bản trong Bác. Trong thơ của Hồ Chí Minh, từ tư tưởng đến hình tượng nghệ thuật đều vận động một cách rất tự nhiên, nhất quán, hướng về cuộc sống, về ánh sáng và tương lai. Ta thấy được một tâm hồn lạc quan, niềm tin mạnh mẽ vào cách mạng và một tương lai tươi sáng. Chiều tối cũng không nằm ngoài quy luật đó. Cô em xóm núi xây ngô tối, xây hết lò than đã rực hồng. Câu thơ kết thúc bằng ngọn lửa hồng và cảnh bình minh mang lại cảm giác phấn chấn lạc quan. Có thể nói, chữ hồng ở cuối bài thơ đã tạo ra một luồng sáng chói rực ngược trở lại, làm sáng rực cả bài thơ, làm mất đi sự mệt mỏi, uể oải, sự vội vã, nặng nề, cực nhọc nhất của cuộc đời. Những hình ảnh đối lập giữa niềm vui và nỗi cô đơn, buồn bã, giữa chiều tối và bình minh, mặt trời hồng đã thể hiện một phong cách thơ Hồ Chí Minh đầy tinh tế và nhạy cảm, một sự kết hợp rất tự nhiên giữa màu sắc cổ điển và tinh thần thời đại. Chiều tối giống như bao bài thơ khác, thật nhỏ nhắn trong bố cục, nhưng từng câu từng chữ đều như một nét phác họa bức chân dung con người, tinh thần Hồ Chí Minh. Một tâm hồn nghệ sĩ dạt dào tình yêu với thiên nhiên, con người, một ý chí sắt đá vượt lên mọi hoàn cảnh, một tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Bức chân dung ấy là sự hòa hợp giữa chất thép và chất tình, thi sĩ và chiến sĩ, như trong bài Đọc thơ Bác, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết: "Vần thơ của Bác, vần thơ thép, mà vẫn mênh mông bát ngát tình."